Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào các em, để bắt đầu bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhắc lại một số kiến thức cũ. Đó là khi chiếu ánh sáng màu trắng hoặc ánh sáng màu vào tấm lọc sắc cùng màu, chúng ta sẽ thu được ánh sáng có màu đó. Ví dụ như khi cô chiếu một chùm ánh sáng trắng vào tấm lọc màu đỏ, cô sẽ thu được ánh sáng màu đỏ. Hoặc cô chiếu chùm ánh sáng đỏ vào tấm lọc màu đỏ thì cô cũng sẽ thu được ánh sáng có màu đỏ. Và các em cũng biết vì sao khi cô chiếu tấm ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ vào tấm lọc màu đỏ lại thu được ánh sáng có màu đỏ rồi, đúng không? Vì tấm lọc màu nào sẽ hấp thụ ít ánh sáng màu đó. Ví dụ tấm lọc màu đỏ sẽ hấp thụ ít ánh sáng màu đỏ. Cho nên khi cô chiếu ánh sáng đỏ vào tấm lọc màu đỏ thì ánh sáng đỏ sẽ có thể đi qua được và cô thu được ánh sáng đỏ ở đằng sau. Nhưng câu hỏi tại sao? Đó là khi cô chiếu ánh sáng trắng vào tấm lọc màu đỏ, cô cũng thu được ánh sáng đỏ. Phải chăng ánh sáng trắng chứa ánh sáng đỏ, cho nên ánh sáng đỏ và nhiều ánh sáng khác nữa, cho nên khi ánh sáng trắng đi qua tấm lọc màu đỏ thì tấm lọc màu đỏ đã giữ lại ánh sáng có màu khác, còn để cho ánh sáng màu đỏ đi qua. Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay, bài 53, sự phân tích ánh sáng trắng. Chúng ta vào phần 1 La Mã, phân tích chùm ánh sáng trắng bằng lăng kính, một nhỏ thí nghiệm 1. Thế lăng kính là gì? Các em quan sát hình ảnh trên bảng của cô. Trên bảng của cô là hình ảnh của hai lăng kính. Về mặt cấu tạo thì lăng kính được cấu tạo từ một loại vật liệu trong suốt. Hình dạng của chúng, lăng kính có hình dạng, đó là hình trụ tam giác. Và lăng kính thì có bốn cạnh này song song với nhau, bốn gờ này song song với nhau, gọi là các cạnh của lăng kính. Chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm như sau. Với các dụng cụ cô cần, cô có một nguồn phát ánh sáng trắng. Lưu ý là nguồn này, cô sẽ để một cái khe hẹp ở phía trên. Để làm gì? Để sau khi tiến hành thí nghiệm thì hiện tượng chúng ta quan sát được là rõ nét nhất. Và thứ hai, dụng cụ thứ hai cô cần là một lăng kính. Cô sẽ tiến hành thí nghiệm như sau. Cô chiếu ánh sáng trắng vào một mặt bên của lăng kính. Các em quan sát thí nghiệm, mô phỏng xem hiện tượng chúng ta thu được sẽ là gì nhé. Khi cô chiếu ánh sáng trắng vào lăng kính thì kết quả cô thu được sẽ là một dải màu liên tục. Đây chỉ là kết quả minh họa của cô thôi. Còn thực tế thì các em sẽ quan sát được. Đây. Khi cô chiếu một chùm sáng trắng vào mặt bên của lăng kính thì kết quả các em thu được sẽ là một dải màu liên tục từ đỏ đến tím. Đây, một dải màu liên tục từ đỏ đến tím, rất giống với dải màu của cầu vồng, đúng không nào? Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là tại sao khi chúng ta chiếu ánh sáng trắng vào lăng kính thì kết quả thu được lại là dải màu liên tục từ đỏ đến tím như vậy? Để trả lời câu hỏi này thì người ta đã đưa ra hai nhận định. Nhận định đầu tiên đó là lăng kính đã nhuộm màu ánh sáng trắng, làm cho ánh sáng trắng đi ra có các màu sắc khác nhau. Và nhận định thứ hai của người ta đưa ra có thể là do ánh sáng trắng là tập hợp của nhiều ánh sáng có màu sắc khác nhau. Và chức năng của lăng kính chính là phân tách ánh sáng trắng thành các màu sắc khác nhau để đi theo các phương khác nhau vào mắt chúng ta. Vậy xem trong hai nhận định này, nhận định nào là đúng, nhận định nào là sai thì chúng ta cần phải đi tiến hành thí nghiệm số 2, hai nhỏ thí nghiệm 2. Dụng cụ chúng ta cần đó là một nguồn phát ánh sáng trắng, cũng cần có một khe hẹp ngang ở phía trên này để quan sát hiện tượng được một cách rõ nét hơn. Thứ hai dụng cụ cô cần đó là một lăng kính. Và dụng cụ thứ ba cô cần ở đây đó là tấm lọc sắc màu đỏ. Cô tiến hành thí nghiệm như sau. Bước đầu tiên, cô sẽ chiếu chùm ánh sáng trắng đi vào lăng kính. Và bước thứ hai là cô sẽ lấy tấm lọc màu đỏ che khe sáng trắng này. Để làm gì thì chúng ta cùng tiến hành thí nghiệm xem kết quả như thế nào nhé.
Trước tiên là cô chiếu chùm ánh sáng trắng vào lăng kính thì kết quả thu được cô sẽ thấy là có một dải màu liên tục từ đỏ đến tím. Tiếp theo cô sẽ đưa tấm lọc sắc màu đỏ chặn trước khe của nguồn sáng. Khi cô đưa tấm lọc màu đỏ chắn trước khe của lọc nguồn sáng thì ánh sáng đi ra khỏi tấm lọc màu đỏ sẽ là ánh sáng đỏ. Đây là phần kiến thức ban đầu chúng ta vừa nhắc lại. Ánh sáng đỏ, bây giờ ánh sáng đỏ đi vào lăng kính thì các em quan sát thấy chùm ánh sáng ló ra có màu, vẫn là màu đỏ. Kết quả đó là khi ánh sáng trắng đi vào lăng kính thì sẽ bị phân tách thành dải màu liên tục từ đỏ đến tím. Nhưng khi ánh sáng đỏ đi vào lăng kính thì ánh sáng ló ra sẽ là ánh sáng đỏ. Vậy từ đây ta đi đến kết luận, nhận định số 1 là sai. Lăng kính không nhuộm màu ánh sáng, vì sao? Vì nếu như lăng kính nhuộm màu ánh sáng thì kết quả chúng ta thu được khi chiếu ánh sáng đỏ vào lăng kính thì ánh sáng đỏ sẽ bị đổi màu thành một màu sắc khác, không còn là màu đỏ nữa. Nhưng kết quả ta thu được khi ánh sáng đỏ đi vào lăng kính, kết quả thu được vẫn là ánh sáng đỏ, cho nên lăng kính không nhuộm màu ánh sáng. Nhận định thứ hai là nhận định đúng. Chùm ánh sáng trắng có chứa sẵn ánh sáng màu và lăng kính chỉ có tác dụng phân tách các màu đó thành các màu đi theo thành các màu sắc đơn sắc, thành các ánh sáng đơn sắc và đi theo các phương khác nhau vào mắt mà thôi. Cho nên khi mà cô chiếu ánh sáng màu đỏ vào lăng kính thì chùm ánh sáng ló ra vẫn là chùm ánh sáng màu đỏ. Từ đây chúng ta đi đến hai nhỏ kết luận. Thứ nhất đó là trong chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng có màu sắc khác nhau. Và thứ hai là khi chiếu chùm ánh sáng trắng vào lăng kính thì kết quả thu được sẽ là dải màu liên tục từ đỏ đến tím. Và lăng kính có tác dụng phân tách những màu đơn sắc trong ánh sáng đỏ, những màu sắc khác nhau trong ánh sáng trắng đi ra để tạo thành những dải màu như vậy. Từ đây ta đi đến thêm một cách nữa để phân tích ánh sáng trắng thành các màu khác nhau. Chúng ta sang phần 25 mã, phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD, một nhỏ thí nghiệm 3. Các em có thể quan sát trên bảng của cô là hình ảnh hai mặt của một chiếc đĩa CD. Đây được gọi là mặt ghi của đĩa CD này. Chúng ta tiến hành thí nghiệm như sau. Dụng cụ cô cần bao gồm một nguồn phát ánh sáng trắng và cô cần thêm một chiếc đĩa CD. Cô tiến hành thí nghiệm, cô chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt ghi của đĩa CD. Kết quả cô thu được. Khi cô chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt ghi của đĩa CD thì chùm phản xạ ra của cô thu được cũng là chùm có nhiều màu sắc khác nhau. Hoặc đây. Trên phía trên chỉ là hình ảnh minh họa của cô thôi. Đây là hình ảnh thực tế. Các em có thể làm trực tiếp được ở nhà, lấy một chiếc đĩa CD mang ngay dưới ánh sáng bóng đèn hoặc là ánh sáng mặt trời thì cô thấy là đây, ánh sáng phản xạ ra có rất nhiều màu sắc khác nhau. Từ đây ta đi đến kết luận, có thể phân tách chùm ánh sáng trắng thành chùm ánh sáng màu nhiều màu khác nhau bằng cách chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt ghi của đĩa CD. Chúng ta sang phần 35 mã, kết luận chung. Có thể phân tách chùm ánh sáng trắng thành những chùm ánh sáng có màu sắc khác nhau bằng cách thứ nhất là chiếu chùm ánh sáng trắng vào lặt kính. Thứ hai là cho chùm ánh sáng trắng phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD. Các em có thể quan sát hình vẽ, chiếu một chùm ánh sáng trắng vào mặt bên của lăng kính. Kết quả thu được sẽ là một dải màu liên tục từ đỏ đến tím. Hoặc cho chùm ánh sáng trắng chiếu vào đây, phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD thì kết quả thu được cũng là những chùm ánh sáng có màu sắc khác nhau. Ngoài sự phân tách ánh sáng bằng cách chiếu vào lăng kính hoặc chiếu ánh sáng trắng vào mặt ghi của đĩa CD thì chúng ta còn có những cách khác. Ví dụ như là trong thực tế các em sẽ thấy là sự phân tách ánh sáng trắng thành ánh sáng màu sắc khác nhau là hiện tượng cầu vồng. Hoặc đó là quan sát hình ảnh của những chiếc bóng xà phòng. Chúng ta cũng thấy là khi ánh sáng trắng chiếu vào cũng có là ánh sáng ra có màu sắc khác nhau. Hoặc là hình ảnh của một chiếc nhẫn kim cương.
chiếc nhẫn kim cương khi chị đặt dưới ánh sáng thì các em cũng thấy là có rất nhiều màu sắc khác nhau, đó cũng chính là sự phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu đấy các em ạ. Đến đây thì chúng ta cũng đã đi kết thúc phần lý thuyết của bài học ngày hôm nay. Trong bài học này các em ghi nhớ cho cô những nội dung sau. Thứ nhất, đó là ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng có màu sắc khác nhau. Thứ hai, đó là có các cách để phân tích chùm ánh sáng trắng thành những chùm ánh sáng có màu sắc khác nhau bằng cách là chiếu chùm ánh sáng trắng vào lăng kính. Và cách thứ hai, đó là cho chùm ánh sáng trắng phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD. Đây, chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt bên của lăng kính, thu được kết quả đi ra là một dải màu liên tục từ đỏ đến tím, hoặc cho ánh sáng trắng phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD. Đó chính là lý thuyết của bài học ngày hôm nay. Vận dụng lý thuyết này thì chúng ta cùng sang phần 4 la mã vận dụng để giải một số bài tập vận dụng các em nhé. Đầu tiên là câu C7 sách giáo khoa trang 141, có thể coi cách dùng các tấm lọng màu một cách phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng có màu sắc thành ánh sáng màu được hay không? Đây. Đây là một tấm lọng màu, chiếu một chùm ánh sáng trắng vào tấm lọng màu đỏ thì có đi ra là một chùm ánh sáng đỏ. Vậy thì có thể coi cái cách này là một cách để phân tích ánh sáng trắng hay không? Thì các em để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cùng đi so sánh với sự phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính các em nhé. Chúng ta đi trả lời. Đầu tiên là cô xét trường hợp khi chiếu ánh sáng trắng vào tấm lọc màu đỏ thì thu được ánh sáng màu đỏ. Để giải thích tại sao lại như vậy thì chúng ta có hai nội dung. Thứ nhất, đó là trong ánh sáng trắng thì có rất nhiều những ánh sáng có màu sắc khác nhau. Và thứ hai, nguyên nhân thứ hai là do tấm lọng màu thì nó sẽ hấp thụ ít những ánh sáng có màu sắc đó và hấp thụ nhiều những ánh sáng có màu sắc khác. Ví dụ tấm lọc màu đỏ ở đây thì sẽ hấp thụ ít ánh sáng màu đỏ nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng các màu sắc khác, ví dụ như là lục, lam, vàng, vân vân. Cho nên khi cô chiếu ánh sáng màu trắng thực ra chính là chiếu ánh sáng có nhiều màu sắc khác nhau vào tấm lọc màu đỏ thì tấm lọc màu đỏ sẽ giữ lại, sẽ hấp thụ hết những ánh sáng có màu sắc khác màu đỏ, còn chỉ cho ánh sáng màu đỏ đi qua thôi. Chính vì thế mà khi chiếu ánh sáng màu trắng qua tấm lọc màu đỏ, màu nào thì ta sẽ thu được ánh sáng có màu đó. Còn cụ thể trường hợp mà phân tích ánh sáng trắng thì là khi chiếu ánh sáng màu trắng qua lăng kính thì thu được ánh sáng, một dải ánh sáng có màu liên tục từ đỏ đến tím. Nguyên nhân là do trong ánh sáng trắng có chứa nhiều ánh sáng có màu sắc khác nhau và tác dụng của lăng kính đã phân tích ánh sáng trắng thành nhiều màu sắc khác nhau và ánh sáng nhiều màu sắc khác nhau và đi theo nhiều hướng khác nhau đến mắt. Chính vì vậy mà khi chiếu ánh sáng trắng qua lăng kính ta sẽ thu được dải màu liên tục từ đỏ đến tím. Còn trong trường hợp mà sử dụng tấm lọc sắc thì chỉ thu được ánh sáng có màu sắc của tấm lọc màu đó. Cho nên ta không thể dùng cách đó là dùng các tấm lọc màu như một cách để phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu được các em nhé. Chúng ta sang một câu hỏi cuối cùng. Đó là sự phân tích ánh sáng được quan sát trong thí nghiệm nào dưới đây? A. Chiếu một chùm ánh sáng trắng vào gương phẳng. B. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thủy tinh mỏng. C. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một lăng kính. D. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một thấu kính phân kỳ. Theo các em thì trong trường hợp nào đó là sự phân tích ánh sáng trắng nhỉ? Chính là đáp án C. Chúng ta vừa có ở phần ghi nhớ phía trên, chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một mặt bên của lăng kính và kết quả ta thu được đó là một dải màu liên tục từ đỏ đến tím. Đến đây thì chúng ta đã kết thúc phần lý thuyết của bài học ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.